là một con set hỗ trợ khi tôi đang thấy rằng Morgan sẽ là người dùng Ragged đi ở khu vực đường trên. À, một lựa chọn dùng để khắc chế cái khả năng băng vào đến từ Na của bên phía T1. Và để xem họ sẽ đi đường như thế nào với Seth và Jhin. Cũng là một bộ đôi có khả năng kết hợp tốt với cú làm choáng đến từ song thủ trưởng cộng với nét vẽ bồi vào của Jhin. Và ván đấu thứ hai giữa Freon với T1 sẽ bắt đầu ngay bây giờ với tỷ số đang là 1-0 nghiêng về bên phía của Freon. Quý khán giả đang theo dõi những diễn biến của ván thi đấu thứ hai giữa T1 và Freon trên sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về Boxspot, và rất vui nếu như các bạn để lại một lượt like để ủng hộ cho lùi trực tiếp của chúng tôi cũng như là một lượt subscribe để ủng hộ cho channel LCK tiếng Việt hiện đã đạt được hơn 200.000 sub, 257.000 sub tính tới thời điểm hiện tại. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và hy vọng rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với LCK tiếng Việt tại một mùa giải đang cực kỳ khốc liệt này. Đây là một cái lối chơi khá là thú vị khi Honor vẫn tối ưu hóa vòng rừng của mình với việc đi từng vòng quái rừng một và làm trọn vẹn hai vòng rừng của mình với 44 chỉ số quái rừng và đã ở cấp 5. Trong khi đó ông T mới chỉ cấp 4 và bây giờ anh ta đang ăn rồng. Nó chưa thực sự là một cái khoảng cách lớn, nhưng mà tôi nghĩ ông T cũng nên chú ý một chút xíu. Con rồng đầu tiên là con rồng nước, thực ra cũng khá là ok. Anh ta đang hướng về bãi sói luôn rồi, không bỏ chi biến dị luôn à. Đi thẳng vào sói, rồi sau đó ba bãi quái rừng dưới và tổ chức một tình huống tấn công khu vực đường dưới. Như vậy rõ ràng Brion gửi thông điệp rất rõ: chúng tôi sẽ đánh sau canh đường dưới, kệ Morgan với con Ragged ở khu vực đường trên. Lần này thì Honor đi thẳng ra đường luôn, sân khấu tử thần được mở, Delay buộc phải thoát biến bỏ chạy, ta bị hất tung lên và anh ta nằm xuống không kịp kích W. Umty đang di chuyển tới, liệu có kịp gỡ gạt hay không đây khi mà Honor đang bị giữ chân lại không còn tốc biến nữa và anh ta bị hạ gục. Gumayusi đang dấn vào quá sâu, anh ta né được nét vẽ chết chóc, nhưng vấn đề là hai phép hỗ trợ còn lại không giúp cho anh ta sống được, và đó là double kill cho Umty. Nhưng khi quay về khu vực hang sứ giả thì với đội hình có Na đang tích điểm cuồng hóa Na khổng lồ rất đẹp, và Z sẽ ngăn chặn bất kỳ một ý định nào để can thiệp vào khu vực hang sứ giả đến từ bên phía của Brion. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như họ có thể xách con sứ giả đó và thả luôn ở khu vực đường trên lúc này để có thể đem về một lượng tiền dồn được cho Guma cũng đang ở cánh trên. Delay có mặt ở đây, anh ta không còn tốc biến, Faker đánh hạt không nổ tới và dựng luôn trường trọng lực. Delay chắc chắn sẽ phải nằm xuống và anh ta cố gắng đấm được thêm một vài phát và lao lên. Úi, Faker không có chiêu cuối, không đủ sát thương dứt điểm, nhưng vẫn còn mắt sứ giả. T1 đang cân nhắc, vẫn đang là áp lực rất lớn đến từ bên phía của T1. Gumayusi còn đó lượng sát thương đến từ ánh trăng dẫn lối của mình. Trụ không còn nhiều máu và có lẽ nó sẽ thuộc về bên phía của T1 mà thôi. Tốc độ dọn lính đến từ Morgan, Umty và Henna là không đủ để giữ trụ cho thủ này. Không có được điểm hạ gục ở chỗ của Delay, nhưng vẫn sẽ có trụ đầu tiên khá là sớm ở phút thứ 10 dành cho T1. Họ dẫn trước tiếp tục một lượng tiền lớn. Khi T1 đã có tập trung 5 thành viên sớm hơn và họ bắt đầu khởi động rồng rồi, có vẻ như quyết định đưa ra đến từ bên phía của Freon sẽ là buông bỏ con rồng này để giúp cho Morgan có lại khoảng trống khu vực đứng trên. Và nên nhớ đây không phải là một con Ragged chống chịu, anh ta là một con Ragged AP với một cái bí chương thất truyền cộng với ngọc tái tổ hợp là một cái thiên thạch bí ẩn. Họ đang rất cần Henna phải có được lợi thế, chính xác là tiền và tài nguyên, để hoàn thành xong trang bị lớn để đánh nhau. Chứ nếu như con Jhin cầm đồ như thế này, tôi không nghĩ rằng họ có thể bước vào một pha giao tranh với bên phía của T1. Bây giờ thì biến số sẽ nhiều hơn với tích truyền. Ui, đánh rồi. Và Honor đi, nhưng cũng là pha 1-1, trường trọng lực đặt ở đó. T1 đang quyết định rút lui, Faker tốc biến rất nhanh, trường đó là vòng xoáy không gian, nhưng không ai bước vào đó cả, là 1-1 mà thôi. Lời dịch chuyển nhưng thua tốc biến đến từ bên phía của T1, và kể cả là Kera cũng vậy. Morgan quyết định lao vào tấn công Z để làm mềm đối phương trước khi đồng đội của mình tới, nhưng mà anh ta đang lao vào hơi quá, dùng chiêu cuối để tạm thời tạo khoảng cách, và Z đang bị giữ chân lại, anh ta buộc phải tốc biến, nhưng bây giờ không còn cách nào để thoát được nữa, và Umty có thể có mạng thứ tư. À, anh ta có mạng thứ tư. Bây giờ thì T1 lại một lần nữa có được sứ giả. Họ đã có sứ giả đầu tiên và con sứ giả đó được chuyển hóa thành cái trụ một ở phút thứ 10 dành cho họ. Họ có được con sứ giả thứ hai, nhưng vấn đề là liệu nó có tiếp tục là một cái trụ không thì chúng ta còn phải chờ, bởi vì trụ một đường giữa và trụ một đường dưới của bên phía Brion thì tôi thấy đang khá là đầy đặn về máu, gần như là không mất quá nhiều những lớp giáp trụ sau khi giai đoạn đi đường kết thúc. Có thể là T1 sẽ dùng con sứ giả này để tạo áp lực, sau đó di chuyển về hang rồng là con rồng đất. Ván đấu này cũng sẽ là linh hồn rồng đất, và T1 cùng với Freon mỗi người đang chia nhau một rồng trong ván thi đấu này. Mỗi bên đều có một rồng cả, và đây sẽ là rồng đẩy đến con rồng thứ hai cho mỗi bên. Rất đang giữ một lượng độ tôi nghĩ rằng cũng không hẳn là quá tệ. Đó là một lượng độ mà anh ta có thể lên Na khổng lồ trong khoảng chừng 3 đến 5 giây.
Và bây giờ sẽ là tình huống đúng là T1 đang muốn triệu hồi sứ giả để lấy thế di chuyển ra rồng trước. Cú hút chắc chắn sẽ không đủ sát thương. Lượng nổ ấn tượng đến từ Na của rớt ở phía sau đang có Faker di chuyển đến. Đây là một tình huống mà Guma LC đang cầm hỏa ngục và trọng trường. Một combo khá đẹp để đánh giao tranh 5 năm, đặc biệt khi tính vào chuyện là con Na có thể làm được nhiều thứ trong pha combo. T1 lấy thế trong khu vực hang rồng. Họ đang chờ đợi Z biến thành Na khổng lồ để tạo thành một hòn đá chặn trước mặt đội hình của mình. Sân khấu được mở, Umti đang từ từ di chuyển vào pha móc không thành công. T1 đang từ từ rút đường, người bị giữ chân lại là Keria và ta chỉ còn một chấm máu. Pha lao vào của Z gây được khá nhiều sự hỗn loạn. Kubasi đang có khoảng trống, anh ta bắn tốt nhưng ở tuyến sau delay cũng làm nhiệm vụ của mình. Faker là người dứt điểm ra delay. Honor đẩy lui được ba thành viên còn lại của Prion. Và bên phía của T1 là đổi lời hơn trong pha vừa rồi. Delay đang giữ vị trí, anh ta sẽ tổ chức một pha tạc cánh và bắt đầu di chuyển vào. Guma LC bị đẩy về, Z là người bị ôm tới nhưng bên phía Bron không tràn lên được. Họ bắt đầu một người phía bên này là Faker. Faker bấm đồng hồ đợi đồng đội tới. Trường động lực không giữ được quá nhiều thời gian cho anh ta. Sân khấu được mở nhưng nó sẽ phải tắt đi ngay lập tức bởi vì nạn nhân đã biến mất rồi, đó là Faker. Một màn hạ gục dành cho bên phía của Prion. Lava chạy lại chưởng thêm một phát nữa để thực sự kéo T1 về phía khu vực hang Baron, bắt buộc họ phải dùng thấu kính để kiểm tra. Và sau đó bên phía Bron lại kéo vào khu vực hang Baron một lần nữa. Họ đang để cho delay di chuyển và Morgan cũng đang cố gắng tìm cách để tạc cánh. Guma Yoshi vẫn còn tốc biển. Umti đang đứng ở bụi, Faker cố gắng kiểm tra tầm nhìn. Và bây giờ Zed đã bị giữ chân lẻ, ta kịp biến nạc cũng rồi. Không, câu trả lời là không và anh ta nằm xuống. Lợi thế dành cho bên phía của T1. Họ đang tiến vào Guma bị áp lực bởi Morgan. Phía bên này Honor một mình một ngựa giữa đội hình đối phương và anh ta chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Điểm hạ gục đã có cho bên phía của Brion và họ sẽ có lợi thế về người. Vấn đề là liệu họ còn đủ tài nguyên để làm thêm gì ở hang Baron này không, hay là hang rồng? Câu trả lời là rồng. Một tình huống phay check rất mạo hiểm đến từ Zed, anh ta không hóa Na khổng lồ kịp. Và một mạng gục ngược trở lại cho bên phía của T1 với cú ánh trăng dẫn lối đến từ Guma Yuxi. Bây giờ T1 đang muốn ép Baron hay là họ sẽ rút lui đây? Họ không có rừng, căn bản là họ không có đủ khả năng để làm điều đó, mặc dù họ còn dịch chuyển đến rớt thật đấy. Đây là những vị trí cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống vòng sau. Và nếu như Victor bị bắt ngược trở lại thì tôi tin rằng sau cú ngục cổ ngữ đến từ Lava thì một người nào đó bên phía T1 có thể sẽ chết sốc ngay lập tức bởi lượng sát thương gây ra đến từ con Rai này. Đây, ui, Faker bị làm choáng và Faker nằm xuống. Chúng ta vừa nói về việc không có trang bị phòng ngự. Fred Brion rút lui là điều hết sức hợp lý bởi vì trong pha vừa rồi họ đã không có đủ sức để ăn kịp con Baron trước khi bên phía của T1 câu giờ và cho Faker dịch chuyển trở ra. Thì đây là một tiếng tung thùng rượu đổ để phòng thủ trụ đến từ Morgan. Nỗ lực của anh ta giữ được trụ thêm một khoảng thời gian ngắn giúp Lava đẩy được khu cánh trên. T1 kể cả có đẩy được vào khu đứng giữa bây giờ cũng không có mục tiêu lớn, cụ thể là rồng không còn. Và vẫn đang cố gắng tích nó ở khu vực bùa đỏ và có thể là phải chạy xuống đường dưới một chút xíu. Đường di chuyển ra hang rồng của anh ta cũng sẽ khá xa. Có một cái hạt không nổ để cho Zed có mặt ở trong hang rồng. Vòng xoáy không gian để gây áp lực mà thôi, rồng còn 4.000 máu, Zed sắp hóa Na khổng lồ. Morgan đang đứng nhìn vào Guma Yoshi, pha kéo thành công của Kira nhưng đó là delay, ta buộc phải tốc biến ngay lập tức. Lava bị hất tung lên ở trong hang rồng là bên phía của T1 và họ đã có được rồng. Sân khấu được mở để làm chậm mà thôi. Morgan không nhìn thấy góc để mở và đó là một tình huống ánh trăng dẫn lối cực kỳ chất lượng khiến cho toàn bộ đội hình Rion phải lui về. Giật mình. Tốt nhất dành cho Guma Yoshi. Tốc đoàn vẫn là quá nhanh trước khi Viego của Umti kịp xuất hiện. Và Morgan liệu rằng anh ta có làm được một điều gì đó đặc biệt hay không? Morgan anh ta có tốc biển. Umti đang vào đủ tầm. Umti biết lên. Umti lao thẳng xuống trong pha này và ta chụp được quả đòn trước mặt đội hình của T1. Đó là một tình huống xuất sắc của Umti và họ có thể lui về và hoàn toàn hài lòng. Morgan có thể đập xuống như Baron thuộc về 4 thành viên bên phía của Fabrion. Như vậy là Umti vẫn ra kịp. Cái tốc độ di chuyển đến từ cái lãnh thổ xương đen của Viego cho phép anh ta can thiệp kịp trong tình huống Baron vừa rồi và tranh chấp 50-50. Umti là người giành được chiến thắng. Và có lẽ bên phía của Fabrion ít nhất cũng sẽ có được cái trụ 2 ở khu vực đường dưới. Trụ 2 đường trên thì vẫn đang là sức phòng ngự rất tốt đến từ Guma Yoshi khi anh ta vẫn còn đạn đến từ cái súng hỏa ngục của mình. Một trụ dành cho bên phía của Fabrion tại khu cánh dưới. Và cánh trên họ đánh rất cầm chừng. Ở phía trên thì Zed đang vào vị trí nhưng mà không có hạt không nổ. Anh ta đang đi bộ tới, delay đang sẵn sàng bể ra và đó là rồng dành cho bên phía của Rion. Họ đang tràn lên, họ có được cơ hội để có thể dứt điểm một thành viên của đối phương, đó là Honor. Lava đang chưởng liên tục, Guma tiến vào, anh ta tung ánh trăng dẫn lối dứt điểm đối phương nhưng cũng phải trả giá. Và người cướp xác anh ta cũng nằm xuống ngay lập tức. Lava buộc phải thông biến bỏ chạy nhưng bị làm choáng bởi Zed. Và T1 có pha giao tranh thắng lợi khi mà họ chuẩn bị dứt điểm luôn Lava. Honor bấm đồng hồ câu giờ, ôi delay quyết định ở lại và anh ta đấm được vào Faker. Faker thấp máu, Faker nằm xuống. Lava cuối cùng cũng phải chịu nằm và chỉ còn một hỗ trợ không đủ sức để làm gì cả, quét sạch cho T1. Đây là một con Aphelios với một lượng trang bị cực kỳ lớn và các bạn thấy chỉ cần cái tia hỏa ngục đó nổ ra phía sau chí mạng và 600 máu mất đi của bên phía Brion.
Hiện tại bên phía của T1 đang ăn Baron với một tốc độ khá nhanh. Zed đang sẵn sàng ngăn chặn và họ tràn ngược trở ra khi Baron còn rất nhiều máu. Họ đã hạ gục được Delay. Lợi thế về người dành cho phía T1, Honor đang khá là thấp máu ở trong hang Baron. Ata đang tạm thời phải lui ra. Baron còn 2000 máu, ulti không vào được Baron dành cho bên phía của bên Freon. Đó là pha thứ tư đến từ sân khấu và Hèn đã tiết kiệm lại. Anh ta tiết kiệm nó đến thời khắc quan trọng nhất để có thể đưa ra. Hèn 4 món. Sức sát thương đến từ lava thời điểm này đang là rất lớn khi kết hợp cùng với phục cực kiếm của Hena. Bất kỳ chống chịu nào của T1, ok, Ryan vừa tốc biến lên để mở nhưng hình như anh ta mở fail. Hả? Hở rồi. Pha này nếu rồi. Như ở rồng là banh luôn nhà đấy. Honor bị mất quá nhiều máu trong tình huống này và họ không về kịp. Sân khấu mở lên để ngắt cú bấm B về. Honor đang che nhưng anh ta coi chừng nha. Sao bị rối? T1 cảm giác đang rất là rối. Gumayoshi đang ở trong khu vực hang rồng. Họ sẽ ăn được con rồng này, họ sẽ có linh hồn rồng đất. Nhưng vấn đề là bây giờ đội hình của họ đang bị chia cắt và lava đang dịch chuyển để chặn đường. Hena đang giữ viên đạn thứ tư của mình. Zed đã biến thành Na Tí Nị. Và Na Tí Nị thì không có nhiều khả năng chống chịu lắm. Lava đang chạy tới nhưng ta đứng lại để chặn đường Faker. Anh ta nhìn thấy Faker, Faker cũng nhìn thấy trường lực đặt ra, sát thương chia đôi từ bởi hai bên. Ulti quay ngược tới và Faker bị dứt điểm. Lava bấm đồng hồ của mình và sau đó thì anh ta sẽ phải nằm xuống như ulti sẽ chạy được phía bên này. Morgan đang lui về. Anh ta chạy về phía của Hena. Ulti vẫn còn đó chiêu cuối, xin lỗi bạn, vẫn còn đó một cái giáp thiên thần. Hena đang có một khoảng trống để có thể bắn thoải mái nhưng bên phía bên kia là Aphelios của Gumayoshi đang bị ngăn chặn bởi Delay. Delay đã bấm đồng hồ. Guma bắt đầu tiến lên, Zed đang tràn vào tuyến sau. Guma quyết định quay lại dứt điểm được Delay và sau đó ta tìm kiếm điểm phân cục thứ ba của mình. Không có. À đó là có chứ. Triple kill dành cho Gumayoshi. Triple kill cho Gumayoshi trong một pha và Faker quyết định đổi mạng cùng với Lava và Hena. Phao tranh kéo dài tới cái mức mà con Na của Zed lại lên Na khổng lồ. Và đó là một tình huống thực sự là bước ngoặt. Linh hồn dòng đất cung cấp cho bên phía của T1 một lượng chống chịu tương đối. Và bây giờ 18 giây đếm số, tôi nghĩ rằng ít nhất sẽ là một đường lính siêu cấp cho bên phía của T1. Ulti sẽ vẫn giữ được cái giáp thiên thần của mình nhưng một mình anh ta thì sẽ không thể nào ngăn chặn được. T1 không dám đẩy. Nhưng nó chưa có nhiều tác dụng lắm, phải che cho banh lần này. T1 đã rút kinh nghiệm. Ulti từ phía trên, anh ta đang sẵn sàng lao xuống chung với lại Morgan. Và anh ta bị ngăn chặn Baron lần này dành cho T1. Delay đang đứng trước mặt đội đối phương có thể bị móc. Nhưng không, pha này thì bên phía của Brion không làm được gì cả. Pha BK giữa Lava và Faker và rõ ràng Faker là người có lợi hơn. Với tầm hoạt động tốt, anh ta đẩy được Lava về. Mất luôn cả tốc biến. Một thứ nữa cần phải đẹp đó là con Na khổng lồ của Zed. Đây là điều tối quan trọng của bên phía T1 trong những pha giao tranh. Lava hiện tại anh ta sẽ mất đi một công cụ rất quan trọng, đó là cái tốc biến của mình. Và Brion đang không đi vào được. Kera đang đứng chặn trước mặt của Ulti. Anh ta đang giữ chân tung tất cả mọi CC vào. Và đó là rồng dành cho T1, họ đang tràn lên. Zed bị giữ chân lại, wow. Chúng ta vẫn tốc biến hết tung được hai người. Và đây sẽ là pha giao tranh cuối cùng đem về thắng lợi cho T1 khi mà Lava kẹt lại. Với chênh lệch về người này, không cách nào bên phía Brion có thể cản được cả. Một pha tranh vô cùng nhanh đến từ bên phía của T1. Với thông tin nhận được Lava không còn tốc biến nữa, rất không bất kỳ một giây nào anh ta cần phải mảy may suy nghĩ, mà chỉ là tốc biến lên tìm kiếm một cú chiêu cuối vào người của Lava. Đi cùng với Lava thì có Morgan và đó là hai nạn nhân trong tình huống tấn công vừa rồi. Rồng ngàn tuổi vẫn có quá khỏe cho những tình huống giao tranh như vậy. Guma thậm chí tốc biến lên gây đàn. Hai pha. Rất nhanh chóng, T1 đã có được cú quét sạch không chính thức khi mà Ulti vừa kịp hồi sinh lại. Nhưng cái quan trọng hơn là họ đã cân bằng được tỷ số ở ván đấu thứ hai. Và thật sự là khá bất ngờ, nhưng Brion vẫn chưa thể nào dứt điểm được cặp BO3 và chúng ta sẽ phải cần đến ván 3.